Mấy hôm nay, dường như Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang hết sức hỗn loạn. Hết đòi sa thải huấn luyện viên Pau Kinh, người hâm mộ Thái Lan giận dữ nguyền rủa, gây áp lực khiến Marambang từ chức, cả Đông Nam Á ngỡ ngàng. U23 Thái Lan đã chính thức khép lại cuộc hành trình của mình tại SEA Games 31 với tấm huy chương bạc khi thua U23 Việt Nam tại chung kết. Dù là tấm huy chương bạc, nhưng mà các cầu thủ xứ chùa vàng coi đây không khác gì là một thất bại khi mà họ nhận được sự phẫn nộ từ cổ động viên của mình. Bên cạnh đó, huấn luyện viên trưởng của họ, ông Pau Kinh và Marambang đều bị người hâm mộ Thái Lan quay lưng và gây sức ép đòi sa thải. Dù là rất nỗ lực trong việc đưa Thái Lan trở lại vị thế ông hoàng, bà hậu SEA Games, nhưng Thái Lan vẫn nhận trái đắng từ Việt Nam. Thậm chí, nữ tỷ phú của Thái Lan cũng bị người hâm mộ của nước nhà quay lưng. Trước đó, hình ảnh Marambang ngồi trên cabin huấn luyện và không dưới 5 lần cầm điện thoại để giám sát tình hình kinh doanh bên Thái Lan. Marambang là một doanh nhân có tình yêu bóng đá trái bỏng, nhưng cũng vì hai tay hai súng nên bà thường xuyên phải tất bật lo nhiều việc. Người hâm mộ Thái Lan cũng rất tức giận khi mà thấy bà Marambang chỉ xuất hiện sát giờ thi đấu trước vòng bán kết với Indonesia. Lý do được đưa ra là do nữ tỷ phú Thái Lan còn phải chạy đôn chạy đáo để lo cho công việc kinh doanh của mình. Ngay sau khi nhận được thất bại đau đớn trận chung kết bóng đá nam, rất nhiều cổ động viên Thái Lan đã đổ lỗi cho nữ trưởng đoàn của họ. Bà ấy yêu cầu câu lạc bộ nhà người đưa huấn luyện viên Pau Kinh lên dẫn dắt U23, thậm chí là hoãn cả Thái League để chiến đấu tại SEA Games. Ấy vậy mà không thể hoàn thành được trọng trách của một trưởng đoàn. Đối đầu với Việt Nam, dưới sức ép từ khán đài là quá lớn với các cầu thủ trẻ, chính vì thế họ không thể hiện tốt. Trong hoàn cảnh như vậy, Marambang không có ở bên đội mà chỉ có những lời động viên hời hợt, thật là quá đáng. Đồng tình với ý kiến trên, một cổ động viên Thái Lan chia sẻ: "Tôi còn cảm thấy bà ấy cắm mặt vào điện thoại trong trận chung kết nữa cơ. Rõ ràng là bà ấy coi trọng cái tôi của mình hơn là danh dự và quyết tâm của toàn đội tuyển. Mong rằng U23 Thái Lan sẽ có một trưởng đoàn mới có tâm hơn." Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng nên để bà Marambang tiếp tục công việc của mình và bà sẽ sửa sai U23 châu Á. "Tôi nghĩ việc nên làm lúc này là để bà ấy làm trưởng đoàn trong giải đấu sắp tới. Chúng ta sẽ không phải đối đầu với áp lực từ sân nhà của Việt Nam cũng như là huấn luyện viên Park Hang-seo. Chính vì thế, đây là cơ hội để bóng đá Thái Lan trở lại. Còn nếu tiếp tục thất bại, Marambang đúng là nên từ chức." Marambang cúi đầu xin lỗi toàn dân Thái Lan. Nhiều người cảm thấy khó chịu về kết quả này. Bà Lam Sam, hay còn gọi là Marambang, chia sẻ với truyền thông Thái Lan sau trận chung kết SEA Games: "Thực tế, trên sân, Thái Lan cầm bóng tốt, chơi mạch lạc nhưng lại thua từ một cú đánh đầu. Tôi mong các thành viên trong đội nỗ lực hết sức nhưng kết quả không như mong đợi. Đây sẽ là trận chung kết trong mơ để Thái Lan đạt được huy chương vàng. Tôi rất buồn và gửi lời xin lỗi tới các cổ động viên. Chúng tôi không có gì bào chữa về trận đấu này." Marambang nói thêm: "Thất bại là thất bại. Với tư cách người đứng đầu đội bóng, tôi phải xin lỗi các bạn. Huy chương vàng bóng đá nam luôn là tấm huy chương cao quý nhất của SEA Games. Chúng tôi đã bỏ lỡ nó, điều này khiến mọi người thì đều buồn. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến của mọi người để hoàn thiện hơn. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là vòng chung kết giải U23 châu Á." Nhiệm vụ này có vẻ là hơi ngông cuồng khi mà việc U23 Thái Lan vượt qua vòng bảng là điều cực kỳ khó khăn rồi. Họ nằm bảng C với Việt Nam, Malaysia và Hàn Quốc. Nếu như Hàn Quốc quá vượt trội thì U23 Thái Lan cũng thua cả Việt Nam lẫn Malaysia ở kỳ SEA Games vừa qua. Rõ ràng, lời tuyên bố của Marambang thì có giá trị là khiến tinh thần U23 Thái Lan và người hâm mộ bớt tệ hơn thôi, chứ cũng không có một ý nghĩa tích cực nào cả. Trước thềm sân chơi châu lục, Voi Chiến đã lựa chọn U23 Hồng Kông để làm đối thủ giao hữu của mình. Dự kiến trận đấu sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5 tới đây. Tại vòng chung kết U23 châu Á, mối lương duyên tiếp tục đưa Việt Nam và Thái Lan chạm trán với nhau tại bảng C, nơi có sự hiện diện của hai đối thủ khác là Malaysia và Hàn Quốc. Nếu như mà đội bóng đến từ xứ sở Kim Chi gần như là chắc suất đi tiếp với một sức mạnh vượt trội. Tấm vé cho vị trí thứ hai sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt của ba đội bóng Đông Nam Á. U23 Việt Nam đang được đánh giá có phần nhỉnh hơn đôi chút. Tuy nhiên, nhìn vào màn trình diễn của Thái Lan hay Malaysia tại SEA Games, rõ ràng đây là hai đội bóng không thể nào xem nhẹ. Cũng ở vòng chung kết U23 châu Á, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không còn dẫn dắt U23 Việt Nam. Chính thức là ông Gow Ki-hwin sẽ lên nắm quyền. Với U23 Thái Lan, huấn luyện viên Pau Kinh cũng sẽ trao trả lại vị trí nóng cho huấn luyện viên Goragut Kimaka. Về U23 Việt Nam thì sau một khoảng thời gian tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Gow Ki-hwin đã lựa chọn ra 11 cầu thủ thuộc đội Olympic Việt Nam để tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. 11 cầu thủ được tân huấn luyện viên người Hàn Quốc tin tưởng là Lê Minh Bình, Đoàn Anh Việt, Nguyễn Thanh Nhân, Võ Đình Lâm, Trần Văn Công, Vũ Minh Hiếu, Đặng Tuấn Hưng, Hà Trung Hậu, Văn Trường, Trần Doanh Trung và Khuất Văn Khang. Một số gương mặt đáng chú ý thường xuyên có tên trong các đợt tập trung của đội tuyển U23 Việt Nam là Trần Văn Đạt, Lê Xuân Tú, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Hữu Thắng đều không có tên trong danh sách.
ba cầu thủ ở hàng phòng ngự là Đặng Văn Tới, Trần Quang Thịnh và Liễu Quang Vinh không kịp bình phục chấn thương để tham dự cho giải đấu diễn ra vào tháng 6. Bên cạnh 11 cầu thủ kể trên, huấn luyện viên Gong Ki-hyun còn chọn thêm 14 cầu thủ của đội U23 Việt Nam vừa vô địch SEA Games ngay trên sân nhà của chúng ta. 14 cầu thủ bao gồm Văn Toản, Tuấn Tài, Duy Cương, Việt Anh, Thanh Bình, Tiến Long, Văn Đô, Văn Tùng, Công Đến, Quang Nho, Hai Long, Mạnh Dũng, Văn Chuẩn và Hoàng Anh. Theo kế hoạch, tối ngày 24 tháng 5, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang tập huấn tại Dubai. Vào ngày 28 tháng 5, thầy trò huấn luyện viên Gong Ki-hyun sẽ có trận đấu giao hữu quan trọng với đội chủ nhà U23 UAE trước khi chính thức tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Vòng chung kết U23 châu Á 2022 cũng sẽ là giải đấu chính thức đầu tiên mà ông Ki-hyun dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trước đó thì ông có một khoảng thời gian ngắn làm quen với các học trò ở giải giao hữu U23 Dubai Cup 2022 vào đầu tháng 3. Còn huấn luyện viên Park thì cũng không được nghỉ ngơi. Ông cùng đội tuyển quốc gia hội quân từ ngày 25 tháng 5, nơi ông sẽ tái ngộ những cái tên Hoàng Đức, Tiến Linh hay Hùng Dũng. Chúng ta sẽ có trận giao hữu vào ngày 1 tháng 6 và hướng tới mục tiêu cao nhất năm nay là chức vô địch AFF Cup. Ngày 23 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã chính thức công bố tên nhà tài trợ mới cho giải đấu AFF Cup. Cụ thể, công ty Moto Suzuki sẽ không còn tiếp tục đồng hành cùng với giải đấu. Thay vào đó là hãng sản xuất thiết bị và điện tử tích hợp hàng đầu thế giới Mitsubishi Electric được chọn là nhà tài trợ tiếp theo cho sân chơi. Theo kế hoạch, thì tháng 12 tới đây, khi mà đội tuyển Việt Nam và các đối thủ trong khu vực bước vào tranh tài, giải đấu cũng sẽ được công nhận tên gọi chính thức của mình là cái tên AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Chủ tịch AFF, ông Kyo Samet đã không giấu khỏi niềm vui của mình. Tôi vô cùng vui mừng khi có Mitsubishi Electric đồng hành cùng với chúng tôi với tư cách là nhà tài trợ mới cho giải đấu. Khi mà AFF Cup lần thứ 14 khởi tranh, chúng tôi phải tiếp tục đổi mới để thích nghi với vòng quay của bóng đá hiện tại. Mục tiêu nâng tầm giải đấu và định hướng tương lai của bóng đá khu vực thông qua nền tảng là giải vô địch AFF chính thức là một trọng tâm sứ mệnh mà Mitsubishi Electric và chúng tôi đã cam kết. Mối quan hệ hợp tác mang tính bước ngoặt này sẽ báo trước là một kỷ nguyên mới cho bóng đá Đông Nam Á và tôi rất lạc quan rằng chúng ta có thể đẩy giải đấu lên một tầm cao mới và cùng nhau nâng tầm bóng đá khu vực. Tại AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đã từng có 2 lần lên ngôi vào năm 2008 và 2018. Trong lần tranh tài gần nhất năm 2021, đội tuyển Việt Nam để thua Thái Lan tại bán kết với tỷ số là 0-2 sau 2 lượt trận. Hơn lúc nào hết, người hâm mộ tin rằng chúng ta sẽ đòi lại ngôi vương từ tay người Thái, nhất là khi chúng ta vừa vô địch SEA Games đầy ấn tượng. Trên đây là một số nội dung chính được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.